Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tỷ lệ 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố, trong đó có sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên. Trong giai đoạn 2023-2025 sẽ sắp xếp thành lập đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh thành phố gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Hưng Yên. Sau sắp xếp, giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, sẽ có 525 người dôi dư ở cấp huyện, 5.917 người dôi dư ở cấp xã. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp và giải quyết đối với số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo đúng quy định. Sẽ có 63 trụ sở cấp huyện dôi dư, 387 trụ sở cấp xã dôi dư. Các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ cơ bản tán thành với nội dung đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố. Về thời điểm có hiệu lực thi hành của các nghị quyết tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên có 43 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp thành 21 đơn vị. Như vậy, sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên sẽ còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 xã so với trước khi sáp nhập.